Xin chào và cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube chính thức của diễn đàn Trader Việt và mình là Tùng Anh. Trong cái clip của tuần này thì chúng ta sẽ tiếp tục nói về những cái bí mật của Fed và cụ thể đây là cách Fed in và bơm tiền vào nền kinh tế như thế nào. Trong phần đầu tiên thì chúng ta đã tìm hiểu về một số cái công cụ chính sách của Fed ha, và tìm hiểu xem là Fed có thực sự in tiền hay không. Cái phần số 2 này thì chúng ta sẽ nói về những cái quyền năng ít được biết đến của Fed và cái mối liên hệ giữa Bộ Tài chính Mỹ và Fed trong cái khía cạnh in tiền ha. Rồi trước tiên thì mình xin nhắc lại một số cái đặc điểm mà chúng ta cần nắm về Fed ha. Đầu tiên đó là Fed có cái nhiệm vụ đó là quản lý cung tiền của Mỹ và họ sử dụng những cái công cụ chính sách để hỗ trợ cũng như là điều tiết cái nền kinh tế đạt được những cái mục tiêu. Nói về cái việc in tiền thì Fed thực sự không có in tiền vật lý ha, nhưng họ sẽ quyết định được cái số tiền được tạo ra, cụ thể đây là USD. Rồi cái quyền năng mà mình muốn nói đến về Fed đó chính là cái khả năng bơm và hút thanh khoản ra khỏi nền kinh tế. Cụ thể đây là tăng giảm cái lượng cung tiền trong cái nền kinh tế ha. Thì nói đến cái việc tăng giảm cung tiền trong nền kinh tế thì chúng ta sẽ nói về hai cái chu kỳ chính sách của Fed, đó là chu kỳ nới lỏng và thắt chặt. Thì đầu tiên chúng ta nói về cái chu kỳ Fed nới lỏng ha, hay cái từ mà chúng ta thường được nghe đó là Fed dovish. Thì khi nào Fed sẽ áp dụng cái chính sách này thì đó chính là khi mà xuất hiện khủng hoảng kinh tế hoặc là kinh tế bị đình trệ, ví dụ như cái thời kỳ 2008-2009 ha, và gần đây nhất là khi mà xảy ra cái dịch bệnh Covid-19 vào năm 2020. Đó, thì khi đó Fed đã bắt đầu nới lỏng chính sách và bơm tiền vào nền kinh tế. Cụ thể khi mà Fed bơm tiền vào nền kinh tế thì họ sẽ có hai cái công cụ chính ha. Thứ nhất đó là họ sẽ hạ lãi suất. Thì như trong cái clip lần trước mình đã nói thì cái việc hạ lãi suất này thì nó sẽ giúp cho các ngân hàng họ sẽ có nhiều tiền hơn để họ cho vay đó. Và bên cạnh đó thì họ có một cái công cụ khác chính là nới lỏng định lượng. Ở đây tức là họ sẽ mua những cái trái phiếu ở trên thị trường và mua những cái chứng khoán thế chấp đó, thì khi đó họ giữ những cái tài sản đó và họ bơm tiền, bơm thanh khoản vào nền kinh tế, thì khi đó tiền được tràn ngập và cái chi phí vay đối với chi phí vay vốn thì rất là rẻ, và nó sẽ khiến kích thích cái việc sản xuất ha, và hoạt động kinh doanh, từ đó là sẽ giúp cho cái tăng trưởng nó hồi phục. Tuy nhiên khi mà tiền tràn ngập cái nền kinh tế như vậy, chi phí vay rẻ như vậy thì sẽ có một cái hệ lụy, nếu như mà cái điều kiện này nó kéo dài quá lâu thì nó sẽ dẫn đến cái việc gia tăng cái giá tài sản, và hay chúng ta còn biết đến đó là lạm phát ha. Đó. Thì khi mà lạm phát nó bắt đầu xuất hiện thì Fed lại phải bước sang một cái chu kỳ mới ha, chu kỳ mới đó gọi là cái chu kỳ thắt chặt. Thì như cái cuộc họp FOMC gần đây thì chúng ta cũng đã thấy là Fed đã tăng gấp đôi cái tốc độ tapering, tức là tốc độ giảm mua tài sản từ 15 tỷ USD mỗi tháng lên 30 tỷ USD mỗi tháng, và dự kiến là sẽ có 3 đợt tăng lãi suất vào năm sau. Thì đây là những cái tín hiệu đầu tiên cho thấy là Fed đang chuẩn bị bước vào một cái chu kỳ thắt chặt chính sách rồi ha. Vậy thì khi nào Fed sẽ thực hiện cái việc thắt chặt chính sách này? Chúng ta cũng cần biết đó là khi Fed bắt đầu đạt được những cái mục tiêu kinh tế, hoặc là khi họ thấy lạm phát nó quá nóng đó, thì họ sẽ tiến hành việc thắt chặt. Mình nói thêm về cái mục tiêu kinh tế của Fed
thì hiện tại hai cái mục tiêu chính của Fed đó chính là toàn dụng lao động và ổn định giá cả. Thì cái toàn dụng lao động này nó hơi gọi là trừu tượng một tí, thì mình có thể hiểu là Fed muốn đưa cái tỷ lệ thất nghiệp cũng như tỷ lệ tham gia lao động vào về cái mức mà trước khi đại dịch nó xảy ra. Thì đó là một cái mục tiêu thứ nhất. Và cái mục tiêu thứ hai đó là mục tiêu ổn định giá cả, thì cái mục tiêu lạm phát bình quân của Fed là 2%. Thì hiện tại là lạm phát đã đâu đó vào khoảng 5-6% rồi, thì Fed đang bắt đầu tỏ ra quan ngại về cái việc lạm phát gia tăng này, và họ bắt đầu hướng thị trường là Fed bắt đầu có ý định thắt chặt chính sách, từ đó là định hướng cái kỳ vọng về lạm phát của thị trường ha. Rồi thì để mà bắt đầu cái việc thắt chặt chính sách thì họ sẽ nâng lãi suất ha, và từ bỏ dần QE, tức là họ sẽ giảm dần cái việc mà mua tài sản, mua chứng khoán thế chấp, mua trái phiếu đó. Thì khi đó cái lượng tiền được bơm vào nền kinh tế nó sẽ giảm dần ha. Và khi mà họ sau cùng họ nâng lãi suất thì các ngân hàng họ sẽ có ít tiền hơn để cho vay, từ đó là cái chi phí vay trên thị trường nó được đẩy cao hơn và làm cho những cái hoạt động sản xuất kinh doanh nó chỉnh lại ha, nó chỉnh lại và cái nhu cầu nó cũng giảm đó. Và từ đó nó sẽ làm hạ nhiệt cái lạm phát đó. Thì đến đây là chúng ta đã kết thúc một cái chu kỳ thắt chặt, và có thể là khi mà cái nền kinh tế nó bắt đầu xuất hiện cái dấu hiệu mà quá trình trễ thì họ sẽ lại tiếp tục quay trở lại cái chu kỳ nới lỏng để kích thích cái nền kinh tế. Và đây là hai cái chu kỳ, hai cái chu kỳ kinh tế nó xoay vần với nhau ha, chúng ta cần phải nói. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái quyền năng tạo ra tiền và cái mối quan hệ giữa Bộ Tài chính Mỹ và Fed về cái khía cạnh này. Thì đây chúng ta có hai cái chủ thể, đó là Bộ Tài chính Mỹ và Fed. Thì tại cái Bộ Tài chính Mỹ này sẽ có một cái bộ phận gọi là cái cục khắc và in ha, gọi tắt là BEP. Đó thì cái cục khắc và in này họ sẽ có trách nhiệm là in ra USD vật lý ha, tức là in ra tiền giấy đó. Và cái mục tiêu chúng ta cần phải lưu ý, cái mục tiêu duy nhất của BEP chính là ngăn chặn cái việc làm giả USD ha. Cái mục tiêu quan trọng nhất của BEP là chỉ là tạo ra USD và ngăn chặn cái việc làm giả nó mà thôi đó. Thì sau khi mà cái cục in khắc này họ in ra được USD thì cái lượng USD này nó sẽ được trả về Fed ha, sẽ được trả về Fed và tùy Fed quyết định đó. Thì ở đây chúng ta phải nhấn mạnh rằng Fed là cái chủ thể quyết định cái số USD được tạo ra. Thì ở đây nó bao gồm cả cái USD, bao gồm là USD vật lý tức là tiền giấy ha, và cái thứ hai đó là USD tín dụng ha. Đó, mà cái dạng USD tín dụng thì chúng ta đã nói ở trong cái clip số 1 rồi ha. Đó, thì nói chung cái việc mà quyết định cái số USD được tạo ra thì nằm hoàn toàn trong tay Fed ha, và nó đem lại một cái quyền lực tuyệt đối cho Fed. Ngoài ra Fed cũng có quyền tiêu hủy những cái đồng USD nó không đạt chuẩn trên thị trường. Ví dụ như là theo thống kê thì khoảng mỗi năm Fed phải chia ra khoảng 720 tỷ USD để coi như là xử lý những cái khoản tiền giấy mà nó không đủ chất lượng để lưu hành. Rồi có một cái thống kê nhỏ nhỏ nữa là tính đến tháng 2 năm 2021 thì có khoảng 2,05 nghìn tỷ USD được lưu thông trên thị trường ha, và Fed cũng là cái chủ thể quản lý cái lượng tiền giấy được lưu thông này. Họ cũng sẽ có trách nhiệm là ước tính cái những cái số USD nó không đủ chất lượng để lưu hành và tiêu hủy cũng như là tạo ra để cho nó đạt được cái mức cân bằng. Rồi cái phần số 2 nói về những cái quyền năng của Fed và cái vấn đề quan hệ giữa Bộ Tài chính Mỹ và Fed trong cái khía cạnh về in tiền, mình xin được tạm dừng ở đây ha. Nếu mọi người có câu hỏi nào liên quan đến cái chủ đề này thì chúng ta có thể đặt ở chúng ta có thể comment ở phía dưới clip ha, thì mình sẽ cố gắng giải đáp trong cái tập clip của mình.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip lần tới. Nếu thấy hay thì mọi người nhớ nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của Trader Việt ha.